Trong phần tiếp theo, đội tuyển Anh sẵn sàng cho trận đấu gặp đội tuyển Tunisia. Cùng phóng viên VTV khám phá chợ lưu niệm tại thủ đô Moscow. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh World Cup 2018. Rất nhiều những thông tin và những điều thú vị đang chờ đợi quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Còn nếu như bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào tại vòng chung kết World Cup 2018, quý vị và các bạn hãy truy cập vào ứng dụng VTV Sport để có thể theo dõi trực tiếp 64 trận đấu của vòng chung kết World Cup 2018. Và bên cạnh đó là những video tình huống đặc biệt các bàn thắng và video tổng hợp diễn biến của các trận đấu và những video do nhóm phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam đang tác nghiệp tại Nga gửi về và được cập nhật liên tục. Và cùng với đó là rất nhiều những thông tin hấp dẫn đặc sắc khác của World Cup 2018. Và sáng mai thì theo giờ Việt Nam, đội tuyển Anh sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Tunisia tại thành phố Volgograd. Đây là một thành phố mang rất nhiều giá trị lịch sử cũng như niềm tự hào dành cho người dân Nga. Thành phố Volgograd, trước kia mang tên Stalingrad, gắn liền với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên bang Xô Viết trong thế kỷ 20. Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ những công trình đài kỷ niệm gắn liền với sự kiện này. Volgograd nằm trải dài trên sông Volga, là một trong những thành phố quan trọng về mặt chiến lược và kinh tế của miền Nam nước Nga. Khách du lịch tỏ ra rất ấn tượng với Volgograd ngay trong lần đầu tiên đặt chân tới đây. Tôi thấy rất vui khi có nhiều người nước ngoài tới thăm thành phố vào dịp này. Sự kết hợp thú vị giữa những giá trị mới và cũ đã tạo ra nét riêng cho Volgograd. Hy vọng các cổ động viên sẽ cảm nhận được không khí bóng đá cuồng nhiệt tại đây trong dịp World Cup. Một trong những công trình tiêu biểu thu hút sự chú ý của du khách ở Volgograd chính là tượng đài Mẹ Tổ quốc K85m sừng sững trên đồi Mamaev. Sân vận động Volgograd được xây dựng từ 3 năm trước trên nền sân vận động cũ, có sức chứa hơn 45.000 khán giả. Sẽ tổ chức 4 trận của vòng bảng World Cup 2018. Du lịch kết hợp với xe bóng đá và tìm hiểu về lịch sử, Volgograd sẽ là một điểm đến đáng chú ý của các du khách trong mùa hè này tại nước Nga. Sân vận động Volgograd sẽ là nơi chứng kiến trận đấu ra quân của đội tuyển Anh gặp đội tuyển Tunisia tại vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra lúc 1 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam và sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và trước đó 30 phút sẽ là chương trình bình luận trước trận đấu của chúng tôi. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Ở bảng G thì giới chuyên môn nhận định hai đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ sẽ là hai đội tuyển sẽ chắc chắn giành được suất đi tiếp. Tuy nhiên, với những kết quả bất ngờ dành cho những đội bóng mạnh mà chúng ta đã được chứng kiến ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng vòng chung kết World Cup năm nay, thì chắc chắn huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ phải vô cùng thận trọng trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Tunisia. Đội tuyển Anh đã không quyết định đến thành phố Volgograd sớm để làm quen với sân Volgograd Arena, mà buổi tập cuối cùng của họ vẫn diễn ra tại đại bản doanh ở thành phố Saint Petersburg. Buổi tập diễn ra trong không khí khá thoải mái, khi bên cạnh việc tập luyện, Harry Kane và các đồng đội còn dành thời gian để chơi đuổi bắt. Lúc này, huấn luyện viên Gareth Southgate đã chốt xong đội hình ra sân của đội tuyển Anh ở trận gặp đội tuyển Tunisia và nhiều khả năng Harry Kane cùng Raheem Sterling sẽ là các cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Anh ở trận đấu này. Đội tuyển Anh đang rất quyết tâm có được chiến thắng trong trận mở màn World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006. Trọng tài bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tunisia sẽ là trọng tài người Colombia Wilmar Rondan. Tại vòng chung kết World Cup 2018 thì những thông tin về tập luyện và sinh hoạt của đội tuyển Anh rất ít khi được đăng tải trên báo chí. Khác hẳn với những giải đấu lớn trước đây, Liên đoàn bóng đá Anh thường lựa chọn những khách sạn lớn tại trung tâm thành phố làm nơi đóng quân, thì tại vòng chung kết World Cup 2018, họ lại lựa chọn một địa điểm biệt lập nằm sâu ở trong rừng để giúp cho các cầu thủ có sự tập trung tối đa cho các trận đấu. Địa điểm mà Liên đoàn bóng đá Anh lựa chọn để ăn ở và tập luyện cho các cầu thủ tại Nga là khu tập luyện Repino, nằm trong khu rừng Komarovo, cách thành phố Saint Petersburg khoảng 45 phút chạy xe. Đến tiền trạm nơi này, phóng viên Neil Austin của tờ The Sun phải thốt lên, đó chẳng khác gì là một hành tinh cô đơn cả. Các phóng viên hầu như không thể quan sát được gì ở bên trong bởi những hàng rào lớn bao quanh khu tập luyện và cả những nhân viên an ninh làm việc cả ngày. Huấn luyện viên Gareth Southgate
còn cho quây kín các sân tập để những thông tin về chiến thuật sẽ không bị lộ ra ngoài. Đội tuyển Anh chỉ có một buổi tập mở khi mới đến Nga để các cổ động viên và phóng viên tới theo dõi. Còn lại, tất cả là những buổi tập kín. Vợ và bạn gái của các cầu thủ cũng không đi cùng như mọi khi và sự chuẩn bị rất khác so với những giải đấu lớn trước đây. Thông thường, trước mỗi trận đấu của đội tuyển Anh, việc đội bóng sẽ thi đấu với 11 cầu thủ như thế nào, chiến thuật ra sao được báo chí đăng tải rất nhanh và chính xác. Nhưng ở vòng chung kết World Cup lần này, những thông tin được giữ kín cho tới phút chót và chỉ có thể được tiết lộ qua buổi họp báo với huấn luyện viên Gareth Southgate và đội trưởng Harry Kane là người trả lời. Một sự chuẩn bị có phần yên ắng, nhưng để chờ đợi sự khởi sắc từ đội hình trẻ của huấn luyện viên Gareth Southgate tại vòng chung kết World Cup lần này. Với sự chuẩn bị đặc biệt như vậy thì chắc chắn đội tuyển Tunisia không phải là một đối thủ có thể dễ dàng cản bước đội tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup năm nay. Tuy nhiên thì bóng đá thì luôn chứa đựng rất nhiều sự bất ngờ và chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Minh Tân trước trận đấu của đội tuyển Tunisia. Sau 3 kỳ World Cup gần nhất không thể có được một trận thắng nào ở vòng bảng thì đội tuyển Tunisia hy vọng sẽ cải thiện được điều đó tại World Cup 2018 lần này ở Nga. Bài toán lớn nhất mà giới truyền thông đặt ra cho đội tuyển Tunisia đó là các ý tưởng tấn công khi mà cầu thủ sáng tạo nhất của họ là Youssef Amsakni đã không thể tham dự World Cup vì chấn thương. Nhiều người đánh giá khá thấp đội tuyển Tunisia so với đội tuyển Anh. Tuy nhiên trên thực tế ở bảng xếp hạng FIFA lúc này thì đội tuyển Tunisia cũng chỉ kém đội tuyển Anh có 9 bậc mà thôi. Họ có khá nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Đặc biệt là tiền đạo chủ lực Wahbi Khatri, người vừa có một mùa bóng khá thành công tại câu lạc bộ Sunderland ở chính giải Ngoại hạng Anh. Wahbi Khatri có thể sử dụng chính những hiểu biết của mình về bóng đá Anh trong trận đấu ngày mai. Hôm nay thì đội tuyển Tunisia cũng là đội bóng duy nhất có buổi tập làm quen sân Volgograd Arena bởi đối thủ của họ, đội tuyển Anh đã không đăng ký tập ở trên sân. Trước trận đấu của đội tuyển Anh sẽ là trận đấu còn lại của bảng G giữa hai đội tuyển Bỉ và Panama. Với tư cách là đội bóng từng dẫn đầu trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Bỉ đang tỏ ra rất thoải mái và tự tin để bước vào trận đấu với đội bóng tân binh lần đầu tiên tham dự một vòng chung kết World Cup. Sự thoải mái là điều dễ nhận ra ở các buổi tập gần đây của đội tuyển Bỉ. Thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez lúc này đang cho thấy sự đoàn kết và trình diễn một phong độ cao. Đây là một thế hệ gồm nhiều cầu thủ tài năng của bóng đá Bỉ. Chúng tôi ý thức được chất lượng của đội tuyển lúc này đã tốt hơn nhiều năm trước, khi các cầu thủ còn non kinh nghiệm. Chúng tôi tin vào cơ hội mình có và sẽ tận dụng để đem lại vinh quang cho bóng đá Bỉ. Cả đội đang cho thấy quyết tâm giành 3 điểm trước Panama ở trận ra quân. Vấn đề duy nhất đáng lo ngại với đội tuyển Bỉ là việc đội trưởng Vincent Kompany bị chấn thương và vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất. Về phần đội tuyển Panama, một đội tuyển đến từ quốc gia mà bóng chày mới là môn thể thao phổ biến hơn bóng đá, thầy trò huấn luyện viên Dario Gomez chỉ có thể đặt niềm tin vào những bất ngờ trong lần dự vòng chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử của bóng đá quốc gia này. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Đội tuyển Iceland đã làm rất tốt tại kỳ Euro 2016. Họ đã hòa trước đội tuyển Argentina, một đội tuyển cũng được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ giữa đội tuyển Iceland và Argentina không quá cách biệt như giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Panama. Tại các vòng chung kết World Cup thì những đội bóng tới từ châu Á thường không được đánh giá cao, nhưng với riêng đội tuyển Hàn Quốc thì họ luôn để lại một dấu ấn đặc biệt. Vòng chung kết World Cup 2018 cũng là kỳ World Cup lần thứ 10 mà đội tuyển Hàn Quốc tham dự, nhiều hơn bất kỳ một đội bóng châu Á nào. Đội tuyển Hàn Quốc góp mặt tại World Cup lần đầu tiên là ở giải đấu năm 1954 được tổ chức tại Thụy Sĩ. Năm đó đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng sau hai trận thua với các tỷ số rất đậm là 0-9 trước đội tuyển Hungary và 0-7 trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Bẵng đi 32 năm, phải tới World Cup 1986 tại Mexico, đội tuyển Hàn Quốc mới trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và kể từ đó đến nay họ chưa vắng mặt ở bất cứ một kỳ World Cup nào. Giải đấu được tổ chức tại quê nhà năm 2002 cũng là kỳ World Cup mà đội tuyển Hàn Quốc để lại dấu ấn đậm nét nhất. Họ lần lượt giành chiến thắng trước hàng loạt đối thủ mạnh như các đội tuyển Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha để vào tới bán kết và giành vị trí thứ tư chung cuộc. Cho tới nay, đây vẫn là thành tích tốt nhất của một đội bóng châu Á trong lịch sử World Cup. Lần gần đây nhất đội tuyển Hàn Quốc vượt qua được vòng bảng tại một kỳ World Cup là ở giải đấu năm 2010 tại Nam Phi. Khi đó, đội tuyển Hàn Quốc đã xếp thứ hai sau đội tuyển Argentina tại bảng B, nhưng tới vòng 1/8, họ đã bị loại bởi đội tuyển Uruguay.
Năm nay, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục mang tới Nga một đội hình với những cái tên xuất sắc như Lee Seung-woo, Ki Sung-yeong hay Son Heung-min. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu họ có thể làm nên bất ngờ tại World Cup 2018 hay không. Ở lượt trận đầu tiên của bảng F thì đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp đội tuyển Thụy Điển, khi mà các nhà đương kim vô địch đội tuyển Đức đã nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Mexico ở trận ra quân thì cơ hội được chia đều cho cả hai đội tuyển Hàn Quốc và Thụy Điển, và điều đó khiến cho cuộc đối đầu giữa họ vào tối nay sẽ trở nên kịch tính và đáng chờ đợi hơn. Đội tuyển Thụy Điển duy trì tâm trạng thoải mái trong buổi tập làm quen với sân Nizhny Novgorod để sẵn sàng cho trận đấu ra quân của mình gặp đội tuyển Hàn Quốc. Dù không có chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic, nhưng đội tuyển Thụy Điển dưới thời huấn luyện viên Jan Andersson từ năm 2016 tới nay được xây dựng trên nền tảng hàng phòng ngự chặt chẽ. Tập trung trở lại từ cuối tháng 5, đội tuyển Thụy Điển đã hòa trong hai trận giao hữu trước thềm World Cup, nhưng huấn luyện viên Andersson hài lòng vì toàn đội có thể lực tốt, không có ca chấn thương nào. Chúng tôi đang mong chờ trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc. World Cup là điều tuyệt vời nhất đối với một cầu thủ. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt trong những ngày qua tại trung tâm Gelendzik, tập luyện và sẵn sàng cho trận đấu. Về phía đội tuyển Hàn Quốc, việc chỉ hòa và thua ở 3 trận giao hữu trước thềm World Cup không làm ảnh hưởng tới tinh thần của đội bóng. Việc đội tuyển Mexico vượt qua đội tuyển Đức khiến cho cục diện của bảng F càng khó lường hơn, và đội tuyển Hàn Quốc đặt hy vọng vào ngôi sao sáng nhất của họ là chân sút Son Heung-min. Với đội tuyển Hàn Quốc, cuộc đối đầu với đội tuyển Thụy Điển là một trận đấu phải thắng. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm hơn đội tuyển Thụy Điển. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trong đội hình từng tham dự World Cup. Tất cả các cầu thủ đều chuẩn bị tốt và sẵn sàng thể hiện hết mình trên sân.